vị, và giờ đây thì gia đình Thuận Hạnh cũng chúng tôi xin ra mắt chào đón tất cả quý vị khách quý đã đến đây chung vui. Và giờ đây có lẽ là trong buổi tiệc tân gia ngày hôm nay thì kèm theo đó là đón tuổi mới của chị Mỹ Dung nữa. Vì vậy bây giờ thì xin mời hai vợ chồng sẽ cùng nhau tiến tới, cùng nhau các chiếc bánh sinh nhật và đón tuổi mới trọn vẹn và hạnh phúc. Xin mời. Rồi bây giờ cùng nhau cắt chiếc bánh ngọt ngào đón thêm tuổi mới nhé chị Mỹ Dung, cùng với ông xã Thanh Tùng kế bên. Đó là những bàn thân vững chắc, hạnh phúc, yêu thương trọn vẹn khi chào đón một căn nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Quý vị ơi, và tiếp theo thì là gì ạ? À? Rất tuyệt vời nữa là chúng ta sẽ mừng tân gia. Chị ơi, bây giờ trước khi mời nâng ly thì chị có đôi lời phát biểu đến toàn thể quý vị quan khách có mặt trong ngày hôm nay đi ạ. Xin mời chị. Hôm nay xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn quý cha và tất cả anh chị em những thời gian quý báu đến chung vui cùng gia đình bữa tiệc tân gia ngày hôm nay. Em chắc chắn là một điều rằng là có sự hiện diện của cha và anh chị em ngày hôm nay, em sẽ làm phát triển hơn nữa và em sẽ thành đạt hơn nữa. Và em xin chúc cha và tất cả anh chị em nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Và em cũng xin cha, quý cha và anh chị em nâng ly uống với em. Mà người nào đứng thì nửa ly, còn người nào ngồi thì 100% nha. 1, 2, 3. Rất tuyệt vời quý vị ơi, chúng ta cùng nâng ly 2, 3, vô. Rất là tuyệt vời. Một lần nữa, mình xin thay mặt cho toàn thể quý vị khách quý có mặt trong ngày hôm nay, để chúc cho chị Dung Thành Tùng là luôn luôn hạnh phúc, chúc cho tất cả quý vị nhiều sức khỏe và tân gia thì luôn luôn đại cát, làm ăn đại cát đại lợi và đón thêm tuổi mới là sức khỏe dồi dào. Anh ơi, bây giờ trong ngày hôm nay anh phải phát biểu trước mọi người ha. Rồi, mời anh. Hôm nay em đại diện cho gia đình, cũng là ngày 13 tháng 12 cũng là ngày mừng tân gia, cái đó là ngày sinh nhật của bà xã, thì xin cảm ơn cha và anh chị em vì không ngại đường xá xa xôi thì nhấn một thời gian quý báu đến chia vui cùng mừng tân gia gia đình của hai em. Thì hai em gửi một lời cảm ơn anh chị em và tất cả mọi người để cùng ăn một buổi tiệc thật là ngon miệng và hạnh phúc. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu rất là chân tình của anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, quý vị ơi, và bây giờ nói đến mà chuyện tình yêu ngọt ngào trọn vẹn và sâu lắng thì ngày hôm nay hai vợ chồng đã đón một căn nhà mới thật tuyệt vời rồi, thì anh Tùng sẽ bắt đầu cái phần nghi thức hấp dẫn nhất này, là muốn bất ngờ với lại chị Dung thôi, đó là phần chúc mừng sinh nhật từ phía ông xã Thanh Tùng. Xin mời anh Tùng ơi. Hôm nay ngày sinh nhật của em thì anh cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho em làm niềm vui hạnh phúc gia đình, thì anh sẽ tặng cho em nha. Trời ơi, mừng quá. Chị Dung đón sinh nhật tuổi mới mình cùng em đón tân gia, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Quý vị ơi, chị ơi, có phát biểu gì về ngày hôm nay chồng tặng món quà hạnh phúc quá mà bất ngờ đó chị, đâu có biết trước đó chị. Hôm nay ông xã tặng cho một món quà quá trời bất ngờ, không ông xã. Quý vị ơi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng một lần nữa cùng rót đầy ly uống thật cạn nâng ly nào. 1, 2, 3. Và giờ đây xin trân trọng kính mời anh Tùng, chị Dung sẽ đến từng bàn tiệc để nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của tiệc tân gia và tiệc sinh nhật của mình. Xin mời anh chị.
Và tiếp theo thì xin mời anh chị, những người bạn, người thân có những món quà tặng cho Mỹ Dung không quý vị? Bây giờ ai có những món quà muốn tặng Mỹ Dung tại sân khấu để chụp lại những hình ảnh lưu niệm? Có đó, anh Tùng ơi đứng lại luôn nha anh Tùng. Cùng nhau sẽ tặng những phần quà ngọt ngào, trọn vẹn, và chúc cho tuổi mới luôn luôn thành công, sức khỏe, trẻ đẹp và đặc biệt là vợ chồng luôn luôn hạnh phúc ấm êm bên một căn nhà rất là mới và trọn vẹn của mình. Rồi bây giờ xin mời những phần quà từ phía anh chị em, những người bạn, những người thân sẽ lần lượt sẽ lên tặng cho chị Mỹ Dung ạ. Rồi lên một lượt, rồi lại thấy nữa, cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Rồi tiếp tục, xin mời cô. Rồi xin mời, bây giờ những cô chú chị nào, bạn bè có những phần quà, quý vị tiến lên xin chào sân khấu luôn đi ạ. Đứng đây sân khấu luôn. Wow, hai phần quà luôn. Tiếp tục nữa, những phần quà nữa. Rồi phía xa lại thấy có thêm một phần quà nữa kìa. Lẹ lên đó. Rất là nhiều anh chị em. Wow, một bó hoa rất là đẹp luôn à. Bó hoa rất là đẹp. Rồi, phía xa xa có một phần quà nữa. Mình đứng đầy sân khấu luôn nha. Đứng đầy sân khấu luôn cho trọn vẹn hạnh phúc. Wow, một món quà thật là to luôn à. Bây giờ thì chị Dung với lại anh Tùng nhận luôn nha. Rồi, giờ còn ai nữa không ạ? Còn ai tặng quà nữa không ạ? Xin mời. Rồi cùng nhau chụp tấm ảnh. Kia cây còn bé, nhanh lên con ơi. Rồi lẽ lên cô lên sân khấu thì con ra luôn. Đó, bữa nay quá hạnh phúc rồi. Xin thiệt xin được mời tân gia lên đây luôn con, lên luôn con. Rồi mời, xin mời những người thân sẽ cùng chơi những món quà mà nó là ghi lại những hình ảnh thật tuyệt đẹp đi nào không? Wow, thật là trọn vẹn, thật là hạnh phúc và tuyệt vời. Rồi 1, 2, 3 giơ lên. Vâng, xin cảm ơn những món quà rất ý nghĩa và chân tình của tất cả anh chị em, bạn bè, người thân đã dành cho chị Mỹ Dung ngày hôm nay. Thật là xúc động. Nữa kìa chị Dung ơi còn nữa kìa. Quá nhiều quà rồi. Rồi đem lên luôn anh ơi, đem lên luôn. Tiếp tục. Rồi, một người chị gửi tặng cho mình món quà nữa. Lên luôn đi chị, đứng bên đây luôn đi chị. Đó, một bó hoa rất là tuyệt đẹp. Quay chút nữa. Thật là trọn vẹn, thật là hạnh phúc luôn quý vị. Năm nay đón thêm một tuổi mới ngọt ngào, trọn vẹn và cùng nhau ăn mừng tân gia, một ngôi nhà mới thật là khang trang. Quý vị ơi, và giờ đây thì một lần nữa thì xin thay mặt cho gia đình của chị Dung và anh Tùng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc thân gia ngày hôm nay, cũng như là tiệc sinh nhật. Và trong lúc ghi lại có điều gì sơ sót, xin quý vị vui lòng thông cảm bỏ qua, và dù những thức ăn từ những nhà hàng. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị dùng chọn cho mình những ca khúc cùng tham gia giao lưu đi ạ. Trân trọng kính mời quý vị. Ai có nhà lớn mà văn nghệ thì liên hệ với bộ phận kỹ thuật của phòng máy đăng ký cùng tham gia giao lưu. Trân trọng kính mời quý vị. Quá quen.